Khi một con người bị gãy chân đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc đời. Tại sao như vậy? Mặc dù người có khả năng chạy và sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng đôi chân của chúng lại cực kỳ gầy. Trung bình nó nặng khoảng 500 kg, thậm chí con lớn có thể đạt đến 1.200 kg. Nhưng do chân người có cấu trúc đặc biệt và xương rất nhẹ, với trọng lượng lớn đè lên bốn chân, khi một chân bị gãy thì khả năng hồi phục rất khó. Hơn nữa, người rất hiếu động, cần di chuyển nhiều để duy trì sức khỏe. Điều này khiến việc chữa trị rất khó khăn và tốn kém. Vì vậy, khi chân người bị gãy, thì con người thường sẽ từ bỏ việc điều trị và quyết định giết người để tránh đau đớn và chi phí lớn. Oh, no.